Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Joram, con trai Ahab, lấy ngôi làm vua Israel tại Samari, năm thứ 18 đời vua Josaphat vua Juda, và cai trị 12 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người, bởi vì người có trừ bỏ tượng thần Ba Anh mà cha người đã dựng lên. Dầu vậy, người cũng ham theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, tức là tội đã gây cho Israel can phạm. Người chẳng hề chịu bỏ đi. Vả Mesha, vua dân Moab, nuôi nhiều bầy chiên. Hằng năm, người tiến cống cho vua Israel 100.000 chiên con và 100.000 chiên đực chưa hớt lông. Nhưng xảy ra khi Ahab băng hà, vua Moab giấy nghịch cùng vua Israel. Bây giờ vua Joram đi ra khỏi Samari kiểm điểm cả Israel. Người sai báo với Josaphat vua Juda rằng: dân Moab đã phản nghịch cùng tôi. Vua có muốn đến cùng tôi giao chiến với Moab chăng? Josaphat đáp rằng: tôi sẽ đi, tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông. Người lại tiếp: chúng ta sẽ đi lên đường nào? Joram đáp: bởi con đường của đồng vắng Edom. Ấy vậy, vua Israel, vua Juda và vua Edom đồng kéo ra đi vòng 7 ngày đường. Đoạn họ không có nước cho đạo binh và súc vật theo. Vua Israel bèn nói rằng: than ôi, Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Moab. Nhưng Josaphat hỏi: ở đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Israel thưa rằng: ở đây có Elishe con trai của Sa-phát, là kẻ đã hầu việc Eli. Josaphat tiếp: lời phán của Đức Giê-hô-va vốn ở nơi người. Vậy vua Israel, Josaphat và vua Edom bèn đi đến người. Elishe nói với vua Israel rằng: vua và tôi có can hệ gì chăng? Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha và mẹ vua. Vua Israel đáp rằng: chẳng vậy đâu, vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Moab. Elishe bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt Ngài mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Josaphat vua Juda thì tôi chẳng xem vua ra sao và cũng không thấy đến nữa. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đờn. Trong lúc người ấy khải đờn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elishe. Người nói: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng này, vì Đức Giê-hô-va phán rằng, các ngươi sẽ không thấy gió cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng này sẽ đầy dẫy nước, và các ngươi, bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được. Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá, Ngài là sẽ phó luôn dân Moab vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ phá hủy hết thảy những thành kiên cố, những thành thị tứ, đốn những cây tốt, bít mọi suối nước, và lấy đá làm hư hại đồng ruộng màu mỡ. Vậy buổi sáng, nhằm giờ người ta dâng của lễ chay, thấy nước bởi đường Edom đến, và xứ bèn đầy những nước. Khi dân Moab hay rằng các vua ấy đi lên đặng đánh mình, thì nhóm hết thảy những người có thể nai nịt binh khí được trở lên và đứng tại bờ cõi xứ. Ngày sau, dân Moab trỗi dậy thật sớm. Khi mặt trời mọc soi trên nước, dân Moab thấy trước mặt mình nước đỏ như máu thì la lên rằng ấy là máu. Chắc ba vua ấy đã tranh chiến nhau đánh giết lẫn nhau. Bây giờ hỡi dân Moab, hãy đi cướp của. Vậy, chúng đi đến trại quân Israel, nhưng dân Israel trỗi dậy hãm đánh dân Moab. Chúng nó chạy trốn khỏi trước mặt dân Israel.
đoạn, dân Israel loáng vào xứ hãm đánh Moab. Họ phá hủy các thành. Ai nấy lấy đá liện vào lấp các đồng ruộng màu mỡ, bít các nguồn nước và đốn những cây tốt. Tại Kiệt Hareset chỉ còn lại những vách thành. Những quân ném đá cũng vây xông phá các vách đó nữa. Vua Moab thấy mình không thể chống nổi, bèn đem theo mình 700 người cầm gươm toan xông đến nơi vua Edom, nhưng không thế nào được. Người bèn bắt thái tử là kẻ phải kế vị mình dâng làm của lễ thiêu tại trên vách thành. Bèn có cơn thạnh nộ nổi phừng cùng Israel, thì họ lìa khỏi vua Moab và trở về xứ mình. Chương 4. Vả có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elishe mà rằng: kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Elishe nói với nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng: con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Một ngày kia, Elishe đi ngang qua đất Shunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng: tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Một ngày kia, Elishe đi đến Shunem trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi, tôi tớ mình rằng: hãy gọi người đàn bà Shunem đó đến. Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng: hãy nói cùng nàng rằng, kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói dùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Elishe lại tiếp, vậy chúng ta phải làm gì cho người? Gehazi đáp rằng, à này, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Elishe nói rằng, hãy gọi nàng. Gehazi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Elishe nói với người đàn bà rằng, năm tới trong lúc này ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa, hỡi Chúa tôi là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Người đàn bà ấy thọ thai, và một năm sau cũng trong lúc đó sinh một đứa con trai y như lời Elishe đã nói trước cho nàng. Xảy ra khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cha nó nơi những người gặt lúa mà nói rằng, đầu tôi đau, đầu tôi đau. Người cha biểu kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó. Người tôi tớ đem nó về giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa rồi chết. Nàng bèn đi lên để nó nằm trên giường người của Đức Chúa Trời rồi đi ra đóng cửa lại. Kế đó nàng kêu chồng mình mà nói rằng, tôi xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa
để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời, đoạn tôi sẽ trở về. Chồng hỏi nàng rằng, ngày nay chẳng phải mùng một, cũng chẳng phải ngày sa bát, vậy nhân sao muốn đi đến cùng người? Nàng đáp, mọi điều bình an. Nàng biểu thắng lừa và nói với kẻ tôi tớ rằng, hãy đem ta đi mau mau, nếu ta biểu, ngươi mới ngừng lại. Vậy nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi Cạc Mên. Người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Gehazi kẻ tôi tớ mình rằng, kìa người đàn bà Sunem, vậy hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng, mọi việc đều bình an chăng? Chồng và con ngươi bình an chăng? Nàng đáp, bình an. Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời tại trên núi thì ôm lấy chân người. Gehazi đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng, hãy để mặc nàng, linh hồn nàng đắng cay. Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó không tỏ cho ta hay. Người đàn bà ấy bèn nói rằng, tôi há có cầu Chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với Chúa rằng xin chớ dối tôi. Elishê nói cùng Gehazi rằng, hãy thắt lưng ngươi, cầm gậy ta nơi tay và đi. Nếu ngươi gặp ai chớ chào họ, nếu ai chào ngươi chớ đáp lại. Ngươi sẽ đặt cây gậy ta trên mặt đứa trẻ. Người mẹ của đứa trẻ nói rằng, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề, tôi chẳng hề lìa khỏi ông. Elishê bèn trỗi dậy và đi theo người. Gehazi đi trước hai người và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng người chẳng nghe một tiếng nào, cũng chẳng thấy mòi gì sống. Người trở lại đón Elishê và thưa cùng người rằng, đứa trẻ không tỉnh lại. Khi Elishê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết nằm sải trên giường. Elishê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo trên giường, nằm trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại. Elishê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng. Đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi 7 lần và mở mắt ra. Elishê liền gọi Gehazi mà biểu rằng, hãy gọi người đàn bà Sunem. Gehazi gọi người. Khi nàng chạy đến, Elishê nói với nàng rằng, hãy ẵm lấy con ngươi. Nàng bèn lại gần, sấp mình xuống dưới chân người và lại, đoạn ẵm lấy con mình và đi ra. Elishê trở về Ginh-ganh, vả trong xứ có đói kém. Các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng, hãy bắt cái nồi lớn, nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri. Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. Người ta múc cho các người ăn, nhưng vừa khi họ nếm canh thì la lên rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi này, họ ăn canh ấy không đặn. Elishê nói, thế thì hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi và biểu rằng, hãy múc cho các người ăn. Vậy trong canh chẳng còn độc gì nữa. Có một người ở Ba Anh Salisha đến, đem cho người của Đức Chúa Trời 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn dế để trong bị mình làm của lễ đầu mùa gặt. Elishê biểu kẻ tôi tớ mình rằng, hãy đem phát cho các người ăn. Kẻ tôi tớ người thưa rằng, chi, tôi phải phát đồ này cho 100 người sao? Nhưng Elishê đáp, hãy phát cho họ các bánh đó hầu cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va có phán như vậy, người ta sẽ ăn và còn dư lại. Ấy vậy, người đặt các bánh đó trước mặt họ, họ ăn và còn thừa lại, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán. Chương 10. Quả thật,
ta nói cùng các ngươi. Kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muông sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ý vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Nhưng những lời đó, người Giu-đa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều trong đám họ nói rằng: người bị quỷ ám, người là điên, sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng: ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông. Đức Chúa Giê-xu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn. Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói ta là con Đức Chúa Trời. Cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa, nhưng Ngài tránh khỏi tay họ. Đoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi dân đã làm phép báp têm trước hết và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Ngài mà nói rằng: Dân chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều dân đã nói về người này là thật. Tại đó có nhiều người tin Ngài.
chương 11. Có một người đau tên là Lazare ở Bethany là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh người là Lazare đương đau. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê em người và Lazare. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đang ở. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: Lazare bạn ta đừng ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Và Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazare, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazare chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó Thô-ma gọi là Đi-đim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn Lazare trong mộ 4 ngày rồi. Và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 hectare. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu Lazare là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến.
Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarus, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Giêsu làm bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si mách cho họ sự Đức Chúa Giêsu đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng: Người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Cho nên Đức Chúa Giêsu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ê-phra-im, và ở lại đó với môn đồ. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến. Có lắm người trong xứ lên thành Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy chúng kiếm Đức Chúa Giêsu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? Và các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lệnh: Nếu ai biết Đức Chúa Giêsu ở đâu thì phải mách với họ để họ bắt Ngài. Thi Thiên 115. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi bèn là đáng về danh Ngài. Vì sao các ngoại bang nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các tầng trời, phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Hỡi Israel, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi nhà A-rôn, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi, Ngài sẽ ban phước cho nhà Israel, cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước Ngài cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất đã ban phước cho các ngươi. Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người. Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.